Muốn tu thì phải tu ngay, đừng chờ đến mốt đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thấy mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thế mau tiêu. Nhìn đâu tay ít cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Tu cho kiết thần về trong sớm, tu cho hùng tinh trốn khỏi làng. Tu cho hết kẻ ác gian, tu cho nước thành nhà an dân lành. Thì tu chẳng những được sanh Phật quốc, mà tu còn được phước tài trần. Giữa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau. Tâm lòng từ thiện biết trao, nên người tu đáng đề cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh, ấm cho đời như ánh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương, độ người cùng khắp và thương khắp cùng. Tu là vốn để dùng giải khổ, giải khổ đời bất cứ chuyện gì. Đường tu người nếu chịu đi, ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui. Vui nhân hồi, vui nơi Phật hồi, do đường tu làm mối giao liên. Dịp mai của vạn muôn niên, khổ nhiều nhưng có Phật duyên đời này. Nếu muốn có một ngày giải thoát, giờ phút này phải gấp tu hành. Nhất tâm niệm Phật làm lành, mặc dù ai có nói mình dại ngu. Gặp cơ hội đáng tu nếu bỏ, sao muốn tìm lại khó gặp thay. Huống đời khó biết ngày mai, đời khi lâm trần trở tay muộn màng. Việc sanh tử lẻ làng như chớp, mi cảnh khổ đau đầy nghẹt như nêm. Cuộc đời chẳng lúc nào êm, thấy vậy hả chẳng lo tìm đường tu. Đường tu mới cứu người hết khổ, đường tu là con lộ siêu thắng. Đời như kẻ lạc hang chẳng, sự tu như thể con đàn thoát thân. Khổ thảm bụi hạ quân gấp bồi, đời người như bọt nổi đậu gành. Muốn cho kiếp nhẹ hồn thanh, chỉ còn có cách tu hành mà thôi.
ráng đổi lại cuộc đời lương thiện, ráng đua nhau làm chuyện nhân từ, ráng chừa tật sâu thoái hư, ráng trao tánh Phật trong người phàm phu. Nên rộng chi tu cho nhân loại, nên mở tâm bác ấy đại đồng, nên cùng sống có cảm thông, nên cùng sống có nghĩa trong con người. Cùng tạo cảnh an vui đất nước, cùng xây nền hạnh phúc dân sanh, cùng cho nhau được no lành, cùng tương cứu khỏi cảnh tình khổ nguy. Hãy chỉ bảo nhau khi thất thủ, hãy thứ tha nhau chỗ lỗi lầm, hãy cùng đối đãi thật tâm, hãy cho nhau có những mầm sống vui. Giúp nhau biết tình hồi trần mong, giúp nhau qua khỏi cổng diêm vương, giúp nhau về Phật biết đường, giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây. Gieo thiện cảm chớ gây ác cảm, gieo vui đừng gieo thảm cho ai. Gieo lòng tương trợ đời này, gieo tình nhau quyết ra ngoài trần gian. Đoàn kết đổi tai nạn ra phước, đoàn kết xoay bạo ngược ra hiền. Kết đoàn đổi loạn ra yên, kết đoàn biến tục thành tiếng cõi đời. Đồng thinh gọi một lời giải khổ, đồng thinh kêu giác ngộ tâm mê. Đồng thinh lương thiện nhất tài, đồng thinh nhau một đời kề Như Lai. Người nào cũng ăn ngay ở thật, và người nào cũng đức cùng nhân. Ai ai cũng chỉ gây thân, không ai gây những oán hận cho ai. Đó những việc đời nay nên có, đó cũng là sơ bộ đường tu. Những điều ấy khó mặc dù, nhưng lòng người quyết thì đâu khó gì. Sống phải biết nghĩ khi mình chết, chết là điều chung kết đời người. Chết trong cảnh khổ hay vui, đều do thiện ác lúc người bình sanh. Lúc sống nếu biết dành khi chết, khi chết không thôi tiếc cuộc đời. Vì rằng chết để thành thơi, chứ không chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác không tan hồn được, nhờ biết tu trong lúc bình sanh. Bao nhiêu việc phước việc lành, đều là diệu dược phép linh sau này. Sống khổ mấy chớ gây nhân ác, mến đời bao đừng chắc tâm.